Đây, máy khoan master mọi người, 1600W nha. Gắn trên mũi khoan đất mình khoan luôn ha. Mũi 10 này. Bây giờ mình cho sẽ khoan thử để mọi người tham khảo thử nha. Con này là chuyên đánh bột, khoan tường, rút lõi đều được hết. Nhưng mà hôm nay là mình chơi khoan đất luôn. Đây. Quá quá chất luôn mọi người, xuống cái mũi này nó là mũi 10 nhưng mà xuống nhông truyền còn 800 vòng cho nên là lực tải rất là cao nha mọi người này. Đó. Ok chưa? Qua xuống dưới mà nó vật luôn mọi người ạ. Đó. Đó, lúc xuống mũi 80 nhá. Ok chưa? Quá chất luôn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Sừng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu lại giới thiệu cái dòng máy đánh bột và nó cực kỳ đa năng luôn mọi người. Nó có thể đánh bột này, khoan tường, rút lõi hoặc là khoan sắt, khoan gỗ. Những cái công việc mà cần lực nhiều thì con này là ok ha. Nó có thể khoan được những cái mũi lỗ lớn nha, mũi khoan sắt lỗ lớn nó khoan được ha. Còn rút lõi tường thì con này cũng rất là chất luôn. Nó cứ từ từ mà làm thì khỏi phải bàn cãi luôn mọi người. Riêng một cái con máy khoan của thương hiệu Master này của bác chị ha. Đầu là đầu 16 ly này. Nó có thể khoan được cả đất luôn mọi người. Minh Châu đã gắn luôn cả cái mũi khoan đất 10 này này. Nó lớn nha. Mà khoan rất là khỏe luôn. Rút rất là sâu ha. Và dòng này thì điện sử dụng là 220V 50Hz. Công suất là 1600W của anh chị. Đó, của thương hiệu Master ha. Đầu là đầu bằng kim loại này. Đây. Còn phần thân thì mọi người thấy không? Bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện rất là đẹp luôn. Liền lạc ha. Ok chưa? Tay cầm ở bên trên là bọc cao su rất là mềm ha, để anh em cầm nó không bị đau tay này, không bị trơn trượt. Đó, công tắc bật tắt khi sử dụng có tay sắt ở bên trên, nó có thể xoay đa chiều luôn. À, bộ thang ở đằng sau này, 1600W ở con máy như vậy nó cũng không lớn mà cũng không nhỏ nha, mình có thể khoan được đất là thấy là rất là chất luôn. À, như video Minh Châu test thử khoan đất nó khoan cực khỏe luôn mọi người. Đây cái mũi này, mũi to như vậy nha, cái mũi của dùng cho cái máy khoan đất, máy xăng nha. Này. Đây, Minh Châu gắn vào một cái cốt như vậy và bỏ cái mũi vào đây. Sau đó mình khoan thử đất là thấy rất là chất luôn. Những anh em mà làm những công việc như khoan lộ trồng cây hoặc khoan để đóng cọc rào này, hay là mình làm dàn chân dây, vào bất cứ công việc gì mà cô bán chỉ cần khoan đất để làm, để khoan cái lộ lớn để mình nhanh, thay vì mình cứ đào bằng tay thì nó rất là lâu đúng không? Còn cái mũi thì cứ cho xuống là khoan, chỉ cần tầm 3 giây là có một lộ rồi. Anh chị em thoải mái mà làm luôn. Mà cái mũi nó 80 ha, mà Minh Châu khoan lúc luôn, rất là khỏe. Ngoài ra nó có thể đánh bột được mọi người. Đây, nó có cần đánh như vậy, nó đánh bột ha. Đó, anh chị em có thể đánh bột, đánh hồ dầu, đánh hồ có đá để đánh vựa, để đúc chầu này. Hay là anh chị em mà lát gạch đánh hồ dầu thì con này là chất, không phải bàn cãi luôn ha. Rất là khỏe luôn mọi người. Về động cơ thì hoạt động cực kỳ êm luôn. Để anh em có thể sở hữu và yên tâm sử dụng thì dòng này được bảo hành 8 tháng ha. Thương hiệu Master là ruột đồng nhôm thép 100% để mọi người sử dụng luôn. Đây, con máy khi mọi người mua về nó ở trong một cái hộp như vậy nè. Đó, nó có đầy đủ như vậy luôn. Đó, chuồng chuồng. Đây máy ha, tay cầm này mọi người thấy không, bọc cao su rất là chất lượng chưa, có tay cầm ở bên trên, ốc và một cái đầu khoan, đầu 16 ly nha mọi người, có khóa mở đầy đủ ha. Này, một con máy như vậy được bảo hành 8 tháng và giá bán ở Máy Sừng Minh Châu là 890.000. mọi người sở hữu một máy như vậy nha, bảo đảm đúng hàng của Master luôn, xài cực kỳ chất luôn mọi người, khỏe vô cùng luôn. À, rồi video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt mọi người.